Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, mới đây thì Xiaomi vừa đăng tải một poster quảng cáo trên mạng xã hội Weibo, qua đó xác nhận rằng mẫu flagship Redmi K20 Pro sắp tới sẽ được trang bị cảm biến camera IMX586 của Sony 48MP. Mặc dù đây là cảm biến ảnh được sử dụng trên rất nhiều smartphone ra mắt trong năm nay, tuy nhiên thì những thông số khác như là kích thước khẩu độ hay là thuật toán xử lý hình ảnh và các tính năng liên quan đến phần mềm sẽ giúp K20 Pro nổi bật hơn hẳn so với những thiết bị còn lại. Theo dự kiến thì Redmi K20 Pro sẽ được trang bị hệ thống 3 camera mặt lưng. Tuy nhiên thì vẫn chưa rõ thông số kỹ thuật đầy đủ của cụm camera này ngoại trừ cảm biến chính. Hy vọng rằng máy cũng sẽ có cảm biến góc siêu rộng và camera thứ ba sẽ là camera đo chiều sâu hoặc là tele. Ngoài việc xác nhận cảm biến chính là Sony IMX586 48MP ra, thì tổng giám đốc Redmi ông Wenbin mới đây đã tiết lộ rằng Redmi K20 Pro sẽ hỗ trợ quay video slow motion 960fps. Theo đó thì K20 Pro sẽ có màn hình OLED với kích thước là 6,39 inch, độ phân giải là Full HD cộng 2340x1080px. Màn hình của K20 Pro sẽ có thiết kế không khiếm khuyết với tỷ lệ là 19,5:9. Máy sẽ được trang bị viên pin là 4000 mAh với sạc nhanh 27W, đi kèm với con chip Snapdragon 855 là bộ nhớ ROM với công nghệ là UFS 2.1 và RAM sẽ là LPDDR4X. Các tỷ trọng dung lượng RAM và ROM lần lượt sẽ bao gồm 6 và 64GB, 6 và 128, 8 và 128 và 8 và 256GB. Các bạn mến, bất chấp việc có thể sẽ không được hỗ trợ từ dịch vụ của Google, thì Huawei có thể sẽ chơi tất tay trong mảng nhiếp ảnh dành cho smartphone trong năm 2019 này với sản phẩm là Mate 30 Series. Theo trang Concept Phone thì đoạn video concept cho thấy là Huawei Mate 30 dường như sẽ có tới 5 camera được xếp trong một cụm hình vuông như thế hệ trước. Trong đó thì 4 camera sẽ dùng để chụp ảnh và có vẻ như ống kính thứ 5 sẽ là cảm biến 3D TOF. Ngoài ra thì cảm biến vân tay sẽ không xuất hiện ở mặt sau, thế nên gần như chắc chắn nó sẽ được tích hợp ở bên trong màn hình. Và mặt trước của máy vẫn là màn hình giọt nước quen thuộc, viền màn hình bên dưới được gọt mỏng hết mức. Sở dĩ Huawei không làm màn hình theo phong cách tràn viền hoàn toàn với camera thọt thụt như hiện nay, có lẽ là để giữ lại khả năng chống nước. Còn về cấu hình thì Huawei Mate 30 dự kiến sẽ sử dụng vi xử lý Kirin 985 mạnh mẽ, hỗ trợ kết nối mạng 5G và đi kèm với rất nhiều tùy chọn màu sắc bắt mắt. Các bạn mến, dựa theo bằng sáng chế và những mẫu smartphone gặp đã xuất hiện trên thị trường hiện nay thì nhà thiết kế Hasan K-Mark đã tạo ra một concept về iPhone màn hình gập. Và chiếc điện thoại màn hình gập mà Hasan K-Mark vẽ ra có tên là iPhone 11 Fold, tức là iFold. Và không chỉ có tên gọi mà thiết kế iPhone gập tương tự như là Galaxy Fold trước đó. Theo đó thì iPhone Fold sẽ gập vào trong và sở hữu hai màn hình. Và điểm khác biệt là iPhone gập sẽ có những đường nét bo cong theo phong cách thiết kế đặc trưng của Apple. Phần viền màn hình ngoài hay trong đều rất là mỏng và giảm thiểu tối đa không gian trống. Màn hình ở mặt ngoài theo phong cách tai thỏ, màn hình ở phía trong thì khi mở ra sẽ có kích thước lên tới 12 inch, kết hợp với đó là giao diện iOS 13. Khi mở máy thì trong iPhone 11 Fold không khác gì một chiếc iPad. Mà lưng của máy sẽ được trang bị hệ thống 3 camera thiết kế lồi được bao bọc bởi một vòng đèn LED trông khá là lạ. Dĩ nhiên thì những bản concept này thường rất là lung linh, độc đáo. Tuy nhiên thì Apple sẽ vẫn phải lựa chọn một cái lối đi với thiết kế riêng. Thậm chí là đến thời điểm Apple tham chiến cuộc đua smartphone màn hình gập thì vẫn là một ẩn số hiện nay. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.